Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, ngày 24 tháng 3, Hội nông dân xã Tân Dương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời bầu ra ban chấp hành khóa mới để tiếp tục dẫn dắt công tác hội và phong trào nông dân của xã ngày càng phát triển. Nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ hội viên Hội nông dân xã Tân Dương đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống nông dân, tạo cơ chế chính sách để nông dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng nông thôn mới. Công tác phát triển hội viên được chú trọng thực hiện thường xuyên. Đến cuối năm 2022, toàn xã có 452 hội viên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới được 149 hội viên mới. Tổ chức cơ sở hội thường xuyên được củng cố và phát triển. Hiện nay, toàn xã có 7 chi hội, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tư duy, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của nông dân trong phát triển kinh tế xã hội. Tính đến cuối nhiệm kỳ, số hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi 514 lượt. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hội đã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thi đua thực hiện phong trào. Đến nay, toàn xã đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội đã ký nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho các hội viên đầu tư phát triển sản xuất với tổng dư nợ là 6 tỷ đồng cho 83 hộ vay. Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện trong thời gian tới.